của chị Kami đang cầm quả gì không nào? Đây là quả nho. Các em ơi, các em có biết quả nho của chúng ta mọc thành từng chùm, có màu đỏ, màu tím, màu xanh. Hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá những quả nho tinh nghịch đáng yêu cùng với những nét vẽ rất là dễ nha các em. Nho là một loại quả mọng lấy từ các loài cây thân leo thuộc chi nho. Quả nho mọc thành từng chùm từ 6 cho đến 300 quả. Chúng có màu đen, lam, vàng, lục, đỏ tía hay trắng. Khi chín, quả nho có thể ăn tươi hoặc được sấy khô để làm nho khô, cũng như được dùng để sản xuất các loại rượu vang, thạch nho, nước quả, mật nho, dầu hạt nho. Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ quả nho nhé. Chị Kami sẽ vẽ những đường cong tròn khép kín để vẽ những quả nho gần và khít nhau. Tiếp theo, chị Kami sẽ vẽ những đường thẳng, đường xiên và đường cong để tạo thành cành và lá. Bây giờ chị Kami sẽ sử dụng màu xanh để tô lá cho chùm nho của mình. Chùm nho của chị Kami khi chín sẽ có màu tím. Chị Kami sẽ sử dụng màu tím để tô chùm nho của mình. Các em có thể sử dụng màu xanh, màu đỏ tía để tô quả nho của mình nhé.
Kem ơi, bài học vẽ quả nho của chúng ta đã kết thúc rồi. Chị Kami xin chào và hẹn gặp lại các em nhé.